Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Mẹ Bé Thủy Thảo. Đây là kênh dành cho những bạn, những mẹ nào muốn tìm hiểu các dòng sản phẩm dành cho mẹ và bé, cách chăm sóc mẹ bé như thế nào là tốt nhất. Và trong video ngày hôm nay thì mình dành cho các chị em phụ nữ nào muốn giảm cân này, dùng nhiều biện pháp rồi mà vẫn chưa giảm cân thành công, thì các bạn hãy bỏ một chút thời gian ra xem video kênh ngày hôm nay của Mẹ Bé Thủy Thảo. Các bạn sẽ có một cái bí quyết giảm cân tuyệt vời, bởi vì chính bản thân mình cũng là một người phụ nữ từng nặng 75kg và ngày hôm nay đã giảm cân thành công. Thì các bạn có thể nhìn lên hình ảnh bên trên, sẽ thấy được hình ảnh bên trên đấy chính là mình, một cô gái ngày xưa nặng 75kg và ngày hôm nay lại có thể ngồi đây để tư vấn cho các bạn. Thì đầu tiên, một cái nỗi lo sợ đầu tiên của các chị em phụ nữ khi mà sử dụng các dòng sản phẩm giảm cân, ngũ cốc rồi các loại thuốc chức năng, thì điều đầu tiên đó là phải có sự an toàn. Thì các mẹ hãy cùng theo dõi, các bạn hãy cùng theo dõi với kênh Mẹ Bé Thủy Thảo trong video ngày hôm nay, xem cái sản phẩm mình giới thiệu nó có thực sự an toàn hay không. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu về hình dạng của nó. Các dòng sản phẩm này là ngũ cốc cao cấp côn, giảm cân cao cấp côn. Và cái thương hiệu của nó thì các bạn sẽ thấy một cái logo ở đây, logo gold này. Tiếp theo là các bạn sẽ thấy một cái mã QR. Mã này thì là do Bộ Công Thương cấp và cái dòng sản phẩm đã được đưa ra ngoài thị trường. Tiếp theo là các bạn sẽ thấy được trên vỏ hộp có thành phần, công dụng, cách sử dụng và khi mà sử dụng dòng sản phẩm sẽ đạt được những cái kết quả như thế nào. Và các bạn sẽ thấy đối với hộp ngũ cốc gôn này, nó sẽ có một cái tem chống hàng giả ở dán từ thân hộp lên nắp hộp. Ở bên trong thì sẽ có một miếng màng nhôm để cho các mẹ bảo quản bột bên trong này không bị ảnh hưởng bởi môi trường không khí bên ngoài. Đấy là một sơ qua về hình dạng của dòng sản phẩm. Thì đối với cái dòng sản phẩm này thì hiện tại trên thị trường Việt Nam cũng khá nổi tiếng rồi. Mình sẽ đi đến cái đầu tiên nữa, cái tiếp theo nữa, đó là cái chất lượng của dòng sản phẩm, nó có thực sự an toàn hay không. Bởi vì là khi mà sử dụng các dòng sản phẩm về giảm cân, các loại thuốc chức năng về giảm cân, hiện tại là ở trên thị trường Việt Nam có rất nhiều bài báo về những cái loại thuốc chức năng giảm cân ảnh hưởng sức khỏe vô cùng. Đặc biệt là cái sản phẩm mà như kênh Mẹ Bé Thủy Thảo đang giới thiệu đây là dành cho cả chị em phụ nữ sau sinh vẫn sử dụng được, đang cho con bú vẫn sử dụng được. Thì các bạn sẽ cùng nhìn lên màn hình sẽ thấy được, đây là giấy kiểm định của dòng sản phẩm ngũ cốc cao cấp. Và cái giấy kiểm định này thì bất kỳ sản phẩm sữa nào, sản phẩm nào đưa vào trong sức khỏe thì phải bắt buộc phải có cái giấy kiểm định này, để nó đảm bảo về cái chất lượng này, về cái kiểm định này, từng cái nguyên liệu nhập vào cũng như là từng cái hộp đóng sản phẩm nó phải đạt chuẩn do kiểm định, do Bộ Y tế kiểm định nhé. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cái dòng sản phẩm này, nó có giấy kiểm định rồi, đã được công bố với Bộ Công Thương có mã QR rồi. Thì cái dòng sản phẩm này nó an toàn như vậy thì nó đã đạt được những cái chất lượng, những cái cúp gì, thì các bạn hãy cùng theo dõi. Đầu tiên là sản phẩm Gold đã đạt được top 10 sản phẩm chất lượng uy tín tại Việt Nam. Và cái cúp thứ hai mà dòng sản phẩm Gold này đã đạt được đó là top 100 sản phẩm được người tiêu dùng bình chọn là tốt, uy tín và chất lượng. Đấy là hai cái cúp mà không phải nhiều sản phẩm có thể đạt được cái cúp này. Vì vậy nên về cái uy tín, về cái chất lượng, về cái dinh dưỡng thì các bạn đã biết được rồi. Tiếp theo thì mình sẽ nói thật kỹ về cái dòng sản phẩm này, nó có thực sự tốt hay không và nó có thực sự giúp giảm cân hay không. Thì các bạn sẽ phải để ý vào cái bảng thành phần. Đối với thành phần các bạn sẽ thấy này, có đậu đỏ, đậu đen, gạo lứt huyết rồng, hạt yến mạch, hạt chia, hạt óc chó. Và đây là những loại hạt. Đầu tiên thì các bạn sẽ thấy có hạt chia. Thì hạt chia khi mà các bạn sử dụng cái dòng sản phẩm ngũ cốc giảm cân này, khi mà các bạn sử dụng, các bạn có thể đọc lên các trang mạng, trang báo sẽ biết được cái tác dụng của hạt chia. Đó là khi mà mình sử dụng, nó sẽ tác dụng sâu vào trong các mô mỡ, đánh tan các mô mỡ ở vùng bụng, vùng bắp tay và vùng đùi. Đặc biệt là với những bạn nào mà muốn giảm cân không phải toàn tổng thể mà chỉ đặc biệt là bị béo vùng bụng, vùng bắp tay, vùng đùi thôi, thì đây là một cái giải pháp rất tuyệt vời. Bởi vì hạt chia nó có tác dụng đó là không chỉ giúp đánh tan các mô mỡ mà còn giúp cung cấp chất xơ, vitamin để da trở nên đẹp hơn. Thì các bạn tiếp tục nhìn để ý vào trong thành phần sẽ thấy là ngoài các loại hạt chia là còn có hạt đậu đỏ, đậu đen, đậu trắng, đậu tương, các họ nhà đậu, hạt mè đen. Thì những cái hạt này là khi mà các mẹ sử dụng, thì người sử dụng ngũ cốc giảm cân là mình sẽ uống trước bữa ăn 30 phút hoặc thay thế hoàn toàn bữa sáng trước bữa tối 30 phút. Thì khi mà các bạn sử dụng như vậy,
mình sẽ có một cái cảm giác no. Sản phẩm sẽ cung cấp chất xơ, vitamin để cho mình có một cái cảm giác no, hạn chế việc ăn tinh bột vào cơ thể, hạn chế việc nạp các chất đạm vào trong cơ thể, thì nó sẽ giảm cân một cách nhanh chóng. Và các loại hạt sẽ cung cấp chất xơ, vitamin để giúp cho nuôi dưỡng cơ thể mà không có cảm giác đói hay mệt khi mà các bạn không ăn thêm nhiều tinh bột hay không ăn thêm nhiều chất đạm. Tiếp theo nữa đó là cái dòng sản phẩm này, khi mà những bạn nào mà sử dụng mà khi mà mình sinh xong ấy, mình hay bị tình trạng là nóng trong này, rồi mình sinh xong hay bị tình trạng là mụn này, hoặc là những chị em phụ nữ nào thừa cân là hay bị nóng trong, bị mụn nám, và đặc biệt là sợ khi mà mình bị thừa cân béo phì và khi giảm cân đột ngột, như chính bản thân mình thì giảm 23kg trong vòng 3 tháng, một cái cô gái nặng 75kg và đến ngày hôm nay ngồi ở đây, thì các bạn cũng biết được rằng khi mà mình mập lên thì da của chúng mình sẽ giãn ra, và khi mà giảm cân đi thì da nó sẽ bị nhăn nhiêu lại. Nhưng mà cái điều tuyệt vời của dòng sản phẩm đó là nó sẽ cung cấp các chất xơ, vitamin và nó sẽ giúp da đàn hồi, nó sẽ không bị cái tình trạng giãn da hay nhăn nhiêu da, mà nó sẽ làm săn chắc da lại, săn chắc da và giúp cho da đàn hồi hơn, cung cấp chất xơ, vitamin làm cho da sáng và đẹp hơn. Và đặc biệt là những bạn nào bị mụn thì nó sẽ giúp làm mát cơ thể, không còn bị tình trạng bị mụn nữa. Đấy là cái tác dụng của ngũ cốc giảm cân. Nó không chỉ giúp giảm cân mà bên cạnh đó nó còn giúp làm đẹp da nữa. Và đối với dòng sản phẩm ngũ cốc giảm cân này, giá nó cũng không khá cao như những bạn mà tự sử dụng những cái biện pháp mà tốn tiền triệu tiền tỷ như đi hút mỡ hay cắt mỡ. Nó rất nguy hiểm và nó còn để lại sẹo. Nếu mà các bạn đến những thẩm mỹ lớn, thẩm mỹ viện lớn, rồi những thẩm mỹ viện mà đạt uy tín, thì mình không nói nó sẽ vẫn phải có những cái sự đau đớn vào trong cơ thể, nhưng mà họ chắc chắn là sẽ làm được cho mình che đi những vết sẹo. Nhưng đối với những thẩm mỹ mỹ viện nhỏ hay là các bạn đến những nơi không uy tín mà thực hiện những cái biện pháp như cắt hút mỡ, không chỉ làm cho các bạn không giảm cân được mà nó còn để lại những cái hậu quả sau này, rồi những cái vết sẹo rất nguy hiểm. Vì vậy nên mình khuyên các bạn là nên chọn những cái sản phẩm nào nó an toàn tự nhiên nhất, nó vừa tiết kiệm, nó vừa an toàn và nó giúp cho chị em phụ nữ của chúng ta giảm cân một cách an toàn tự nhiên. Bởi vì như chính bản thân mình là một người có cơ địa giảm cân rất khó, mà cũng có thể giảm được 75kg xuống còn 52kg ngày hôm nay đang ngồi nói chuyện với các bạn, thì các bạn sẽ biết được cái sản phẩm nó chất lượng như thế nào. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh Mẹ Bé Thúy Tháo. Ngày hôm nay thì mình đã chia sẻ cho các bạn bí quyết này. Mong là những chia sẻ này sẽ giúp cho chị em phụ nữ của chúng ta trở nên xinh đẹp hơn và không bỏ phí thanh xuân của mình. Rồi cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào.